Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn đây là bầy, này là bầy tắc kèn nha các bạn. Chó này là của ông anh mình nha. À, là bầy chó này là nó gọi là tắc kèn này. Ai gọi tắc kèn thì gọi, mà ai gọi lạc xưởng thì lọ. Cái này này là chó này là người ta chơi theo màu nha các bạn nhá. Cái màu trong này là 13 con chó này. Trong này là cái màu thấp nhất ấy, nó là 3 triệu. Còn màu gì? Màu cao nhất ấy, là nó là 5 triệu nha các bạn. À, trong này là nó là hai loại nha các bạn nha. Hai màu. Ba màu. Năm triệu một con nhé các bạn. Ai có ai nhu cầu thì cứ liên hệ với mình nhé. Xin chào các bạn.